Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục ẩm thực Điện Biên của Đài Phát thanh Truyền hình Điện Biên. Hôm nay tôi trở lại gặp chị Lò Thị Vân ở xã Thanh Minh, thành phố Điện Biên Phủ để tiếp tục giới thiệu tới quý vị và các bạn những món nộm trong những ngày hè này. Và ở chương trình trước thì chị Vân đã giới thiệu tới quý vị món nộm lòng lợn theo cách của truyền thống của người Thái. Và hôm nay thì chị sẽ giới thiệu tới chúng ta một món nộm nữa, đó là nộm măng giềng. Chị Vân ơi, nộm măng giềng mà nói theo tiếng Thái thì là như thế nào ạ? Là gọi là nó khá chụp ạ. Nó khá chụp ạ. Ừ. Vậy thì để làm được món nó khá chụp này thì mình sẽ bắt đầu như thế nào ạ? Hái măng giềng thôi. À, có nghĩa là bây giờ là đi hái măng. Vâng, thế thì chị em mình đi đấy ạ. Nhìn thấy những bụi giềng này đây rồi. Đấy. Cái măng giềng này. À. Rồi ôi, măng nhiều này ấy à? Ừ. Hóa ra là măng nó mọc lên những cái mầm mầm như này. Đúng rồi. À. Đấy. Dài ngon hơn ạ. Dài thì mình bóc được nhiều. Ô lấy ra này thì nó ở lại cái củ kia thì có sao ạ? Nó ngắn quá thì nó không được ngon. Cây này hình như là bên này nó nhỏ hơn cái dài này, có lấy được không ạ? Có. Bây giờ cái này là những cái bụi nào nó mầm nó nhỏ thì nó không được tốt lắm ấy. À, nó là do chất đất đấy ạ. Đúng rồi. Sang bên kia hái nữa nhỉ. Bên kia cũng có ạ. Ôi nhiều thế nhỉ. Có. Ôi dồi ôi, ở đây rất là nhiều, mầm mầm rất ngắn đây ạ. Khi nào mưa xuống thì bắt đầu nó mới dài nhanh và mọc nhiều hơn em ạ. Cái mùa măng giềng như này thì mình lấy được khoảng, ví dụ trung bình mỗi một bụi này thì mình lấy được khoảng bao nhiêu cân ạ? Nó nếu mà nó mọc đều nhau nhiều thì mỗi bụi cũng được hơn cân đấy ạ. Hơn một cân. Cái này có bán ở chợ không hả chị? Có. À. Cũng bán ở chợ mỗi cân 20.000. À, cân 20.000 thì cũng giống như măng tre, măng bầu. Đúng rồi. À. Cũng giống như cái măng tre, măng ngọt mình ấy. Mà chúng em đi chợ thì lại không để ý. Bởi vì các em chưa biết ăn mới nên không để ý. Thì bây giờ đi đường này tiếp ạ. Thấy có nhiều điều chỉ đi lấy đồ về để bóc măng. Gọi là bóc măng. Đây là những thành phẩm mà sau một ít phút chúng tôi ra vườn hái được. Đây, cây măng giềng này nó mập, nó to, nó đỏ chót. Lấy con dao làm thế này này. Thế này. Được chưa? Không phải em cứ một cái móc như thế này thì chẳng là khó thế. Không phải làm như em đâu. Đấy. Đúng rồi, cái ngọn của nó chặt đi, chặt bớt đi. Đấy, xong mình mới bóc sạch này, xong mình mới bẻ thành khúc. Thành khúc thế này. Chị ơi, cái món măng giềng này thì ngoài cái việc là nộm ra thì mình có thể là làm được những cái món gì khác nữa ạ? Có, mình bóc sạch ra xong mình đập cho nó nát ra, xong mình thái nhỏ, xong là để mình rán cái trứng cũng ăn ngon em ạ. À, rán trứng với lại măng giềng này thay cho giống như kiểu thay cho hành ấy ạ. Thay cho hành thì mình hay rán trứng với hành ấy ạ. Cũng được, cái này mình cho hành vào với cả cái măng giềng này vào trộn với nhau rán với nhau cũng được mà em. Nó cũng là một món ăn mà. Vậy thì khi nào có điều kiện thì em sẽ phải thử được ạ. Vâng ơi, vậy thì những cái gia vị mà cần mà đủ để nộm cái món này thì gồm những gì ạ? Cái này thì mình cũng lấy tỏi này,
với rau thơm này, xong củ quả cái mầm riềng này, củ riềng đấy mình về thái xong là giá ra thành bột, xong mình nộm trộn vào nó mới đúng là khẩu vị của nó. Rau thơm gì gồm những gì ạ? Rau mùi với tỏi thôi. Có thấy tôi rau mùi với tỏi. Ừ. Thế là gồm có rau mùi này, tỏi này, lại chính lấy chính củ riềng này nữa cũng là một cái gia vị cho cái mầm riềng. Ừ. Ừ. Cộng với lại các cái mắm muối nữa thôi ạ. Ừ. Thế thì nắm muối. Có vẻ là món này không cầu kỳ lắm bằng cái món nộm lòng ở chương trình trước chị nhỉ? Đúng rồi, cái này mình không cầu kỳ nhiều như thế. Mình bắp xong cái này rồi thì mình sẽ tiếp theo mình sẽ làm gì đã? Mình đi hái rau lá chát kia, chát ngọt kia nộm vào nữa. À, thêm Với cả cái lá chát, lá sung nữa. lá sung nữa ạ. Ừ. À, thế thì vậy thì đi hái hai cái lá đấy thì có xa lắm không ạ? Không xa đâu, ở ngay nhà mình mà. À, vườn nhà mình có ạ. Đúng rồi. Đầy đủ ạ. Lá chát ngọt của nhà chị đây Đây này. ạ, hái cái lá non hay lá giả chị? Đấy. Lá cũng không già lắm. Cái lá này mà nói theo tiếng Thái thì tên lá này là gì ạ? Là gọi là lá phát ban em ạ. Phát ban. Đúng rồi. Là chát ngọt đấy. Là chát ngọt. Đúng. Phát là chát. Đúng rồi. Ban là Là ngọt. ngọt. À. Đấy. Em phải bấm đấy thế này. Bấm À. gần quá thì nó sẽ chết. Ảnh Đây hưởng đến này. cây đúng không ạ? Đấy. Trông cũng ngay đây đây ạ. Đây xung cũng ở vườn nhà mình trồng sẵn hết em ạ. Cả ngọn ạ. Ừ, nó không như cái lá chát ngọt kia. Nên À. mình cấu cả ngọn đi. Cũng như là mình hái về để ăn với một món khác đi kèm đấy ạ. Đúng rồi. Vâng ơi, vậy thì cái măng diềm này thì thường thường ăn ngoài cái việc mà đáp ứng cái nhu cầu về ẩm thực rồi thì nó có tác dụng gì cho sức khỏe không ạ? Nó cũng tương tự tác dụng như củ riềng của nó em ạ. À, cái cần cái củ riềng nó có tác dụng như thế nào thì cái măng diềm này nó cũng gần như thế. Đúng rồi. Bây giờ mình ăn cả ở lại một cái rau mình luộc cùng nhau hay là như thế nào chị? Không phải mình luộc là đun nước sôi lên, mình cho mì chính này, cho súp vào, xong sôi mình mới bỏ cái riềng này vào. Khi cái măng riềng này chín phải cho nó nhún thì mới ngon, nó còn cứng thì nộm nó không được ngon em ạ. Phải cho nó mình sờ nó mềm. Thế còn cái lá sung Cái này lá thì sung này em nhận thì cái lá khi nào măng riềng này chín thì mình mới bỏ lá sung này vào. tức là cũng phải làm chín cái lá này chứ không phải là gỏi đúng không ạ? Không, lá chát ngọt này mới làm để sống thôi. À, Còn cái rau lá sung này mình cũng phải buộc cho nó chín kỹ sau mình mới thái nộm cùng với măng dẻo. Cho súp vào. lá súp vào. Cho súp cho mì vào cho nó đậm cái măng kia nó ngọt. Luộc món gì thì cũng hay cho một chút súp và mì vào cùng với nước trước thì được, rau thì rau nó mới xanh, ăn rau nó mới giòn này, mới ngọt rau. À. Đấy. Tại sao mình lại không cho măng riềng vào ngay từ cái lúc nước
nước lạnh. Làm như thế là măng nó thơm em ạ, nó không được đỏ ngon. À, tức là mình đun sôi nước rồi mình mới cho vào thì để giữ cái màu đỏ tự nhiên của măng, đúng không ạ? Bây giờ là mình cho lá sung vào cùng với lại riềng luôn ạ? Ừ, riềng về vì riềng cũng chín rồi. Cái lá sung này thì có cần phải luộc nhừ như là mầm riềng không hả chị? Cũng luộc nhừ đấy, không nhừ thì nó chắc. Nhưng mà mình cho lá sung vào lẫn với lại mầm riềng này có sợ cái chát sang cái mầm riềng không ạ? Không. Nó chỉ ra ngoài nước này thôi. À. Riềng. Cho cả cái riềng này vào để với lại những cái gia vị đi kèm nữa. Đúng rồi. Riềng và những cái gia vị gì khác nữa chị nhỉ? Riềng này, rau thơm này, tỏi này. À có cả tỏi nữa. Ớt này. Đấy, súp mì chính. Xong mình nộm. Sắp nộm được rồi chị nhỉ? Ừ, chín rồi, bây giờ chị ra xong vớt măng riềng ra. Mình nộm. Em giúp chị. Nếu mình có cái cối thì thấy lạ là cái chày này sao mình lại không dùng chày mà phải dùng cái chày này là bằng gì ạ? Chày chày đá. À bằng đá. Đúng rồi. À bởi vì nó đá nó nhanh hơn. Em lấy cho chị tỏi. Chị ơi cái này tỏi thế nào? Tỏi ở cái tủ giá kia. Chạy kia. Cho ớt này, ớt khô này. Tại sao mình không dùng ớt tươi mà dùng nó cũng hợp em ạ. Ngăn mình này, sốt này, trộn đều. Riềng của chị em nằm đây là thành phẩm món nộm măng riềng, tức là nó hang chục cũng đã thành phẩm và bây giờ tôi và chị Vân sẽ cùng thưởng thức món ăn này. Chị Vân ơi, ơi hai chị em mình dùng thử thành phẩm của chị em mình từ đầu đến giờ xem nào. Ừ, chị mời em nào, mời em dùng nha. Trông hấp dẫn quá. Em sẽ mời chị. Vâng, chị mời em. Phải ăn ngay thôi bởi vì em thấy em chờ đợi suốt từ nãy đến giờ rồi. Ừ. Rất là ngon. Nó có cái vị dai của cái vỏ mầm riềng nhưng mà bên trong nó lại có cái độ mềm. Ừ. Và có một chút ngậy của cái mầm non bên trong cái nõn của nó ấy ạ. Ừ. Em có cảm giác nó có một chút cái độ tinh bột gì đấy. Ừ. Và pha thêm với lại cái chút cay của ớt và cay nhẹ của mầm riềng cộng với lại cái ngọt chát của lá sung và lá phát bàn. Ừ. Nó tạo lên một cái món ăn rất là lạ.
Vậy nên là quý vị có thể là ra chợ mua cái mâm riềng này và có thể tự tay mình làm một cái món ăn hấp dẫn này. À, bây giờ thì chuyên mục ẩm thực Điện Biên xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.